Rồi. Con xem thôi, con xem thử thôi. Chào cô các chú nha. Ôi cái hành này là cái chú mới lấy hả? Không phải hành, cái này không phải hành. Hả? Hành hành. Hành tím á. À đúng rồi, hành tím. Hành ta. À, hành ta. Cao vậy hả? Tỏi có tỏi ta, tỏi tây mà hành cũng có hành ta, hành tây. Đúng rồi. Cô làm chuyên nghiệp quá nhỉ? Ủa hình như con thấy mấy cái ruộng xong rồi con hết lại qua đây mình ấy vậy thôi, mình cắt mấy cái mình đi nhổ xong rồi mình về mình phao mình cắt. À cái này là cái liềm mà. Ừ. Đúng không? Cái liềm như mình cắm vào cái vỏ dừa. Đúng rồi, đúng rồi. Mình tự mình sáng tạo luôn. Ừ. Gì vậy? Mẹ ơi là 100. Quay phim xíu cô ạ. Vâng. Đẹp mà. Đẹp lỗ chốt mà đẹp nhà này sao không? Yeah. Cười nó lên cho nó có ấy mà. Đúng rồi, phải cười thật tươi thì hay sẽ vào thật nhiều. Đây là cảnh mọi người đang làm hành. Làm hành, làm hành. Này em có phải rửa, phải phơi gì nữa không cô? Hay là xong rồi? Như vậy là bán hả? Cô bán cho nó một ký đi đâu. Vâng. Ôi vậy là làm nhà báo luôn. À cô quay đi nhà báo hơn tụi mày nữa. Con gái cô làm nhà báo nghe chưa? Nhà báo làm gì? Cô làm tới mình rằng. Phóng sự biên tập viên tụi mày. Biên tập viên. Không lái của cô nó quay làm như vậy á. Bọn con là đi mua đi ruộng muối kìa con. Ruộng muối coi hả? Con bên ra ruộng muối không coi mọi người làm như vậy. À đi ra ruộng muối cho quay cho nó đã. Vâng, phải có người ngoài đó mới quay được chứ. Thấy cô là con chạy ngay tức khắc vào liền. Cô cũng đẹp gái chứ, hồi mày xưa mày. Hồi xưa chắc cô đẹp gái lắm chứ. À xin số con gái cô đi. Xin số con gái cô cho anh. Xin rồi sao anh biểu em xin. Hả? Xin số con gái cô cho con. Mày làm ông nào, ông gia, đại gia là tao cho liền đây, mày làm không sợ. Con da bọc xương mà cô à. Con da bọc xương. Cô cũng thích đại gia đó cô, con cũng thích đại gia. Không cô đại gia mà cái xưởng của cô lớn này là cô đại gia đó. Đây này, châm châm này. Châm châm luôn này. Ê, có đang gặp em ở đây hả? Này mày, né ra, né ra. Này ra kia mà xách một đùm lên để anh quay cho. Đó. Rồi, rồi, để rồi.